Xuân về trên khắp nẻo mọi đường quê, đa dạng sắc màu của những loại hoa, và xuân này về thăm những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, tường xưa, mái cũ nhưng vẫn ấm áp đón bước chân người, từng ngôi nhà đậm đà nét đẹp truyền thống của ngôi nhà Việt ngay tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Trải qua bao biến thiên, những ngôi nhà trên 140 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Chu Thanh, nơi lưu giữ nhiều nét đẹp kiến trúc của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà của ông được xem là một trong 5 ngôi nhà cổ quý giá nhất trong xã nhờ kết cấu hoàn toàn bằng gỗ lim. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì gia đình nhà chúng tôi thường xuyên đưa các con về đây thăm cụ và thăm lại ngôi nhà cổ. Tuy là nhà mộc mạc hàng trăm năm tuổi nhưng mà vẫn là rất là ấm cúng. Căn nhà này nó quý lắm, nó là cái báu vật của các cụ thế này. Cũng có nhiều thợ thuyền, mọi người đến gọi tham quan xem lại cái nét cấu trúc của các cụ ngày xưa. Thế nên tôi vẫn cứ dạy con các cụ lưu truyền lại như thế này là các con về sau vẫn cứ phải giữ như thế này. Đây mái ngói in màu thời gian, đây bức tường đã hằn vệt rêu cũ, nhưng trong ngôi nhà vẫn ấm áp, tỏa mùi hương trầm thơm nhẹ nhẹ, đúng phong vị Tết. Cột kèo nhẵn bóng, in vết thời gian, ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Hiếu với tuổi đời gần 100 năm. Ngôi nhà được xây dựng với kiến trúc của một ngôi nhà cấp 4 cổ, mái đỏ, trần nhà được làm bằng lim, mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Các cụ xây nơi đường nét uốn cong đắp hình ông Nghê. Một thời lâu ngày là bom đạn nó bắn phá, nó xuất sẹo ở trên này. Còn cái văn hoa các thứ này vẫn giữ nguyên, không muốn tu sửa lại này cho con cháu sau này biết. Những ngôi nhà cổ này cũng là một cái sự liên kết với các cái khu di tích của địa phương. Ngoài cái quảng bá các cái di tích của địa phương thì cũng ngôi nhà cổ này cũng là một cái chuỗi để chúng tôi là quảng bá về cái du lịch của địa phương cũng như là của huyện Khoái Châu. Du xuân bên những ngôi nhà cổ với âm thanh quen thuộc của làng quê và làn gió xuân khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng như lạc vào không gian yên bình cổ xưa của vài trăm năm về trước.